chào quý vị và các bạn. Trong ngày và đêm hôm nay 11 tháng 3, thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn chưa mấy cải thiện so với những ngày qua. Thậm chí từ đêm nay thì một bộ phận không khí lạnh lại được tăng cường trở lại, thể hiện trên bản đồ là những đường đẳng áp liên tục khuếch tán xuống phía Nam. Các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Việt Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, ban ngày vẫn tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm cao, hầu hết các nơi đều ở mức trên 90%, đặc biệt vào đêm và sáng có nơi còn đạt mức bão hòa là 100%. Nguyên nhân là do hoạt động của hệ thống không khí lạnh lệch đông mang hơi ẩm từ biển thổi vào trong đất liền. Ngoài ra, nền nhiệt độ vẫn chưa nhích lên được, thậm chí từ đêm nay thì nền nhiệt độ còn có xu hướng giảm hơn và thấp nhất trong đêm nay có thể xuống khoảng từ 15 cho đến 17 độ. Còn thời điểm ban ngày do trời còn nhiều mây âm u nên cũng chỉ ở mức từ 20 cho đến 22 độ. Riêng khu vực Tây Bắc thời tiết khả quan hơn do không khí lạnh không tác động nhiều nên ngày hôm nay vẫn còn có nắng, nên nhiệt độ cao hơn hẳn các khu vực khác. Ban ngày khu Tây Bắc có thể lên được từ 30 cho đến 33 độ. Tuy nhiên, từ đêm nay và sang sáng ngày mai ngày 12 tháng 3 sẽ xuất hiện mưa ở vài nơi nên nhiệt độ sẽ giảm hơn so với những ngày trước. Ở miền Trung, thời tiết tiếp tục ẩm ướt, mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, tập trung nhiều hơn vào khoảng thời gian đêm và sáng. Trời còn lạnh từ đêm nay cho đến ngày 12 sẽ chuyển rét hơn. Sau xuống các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế và kéo dài xuống tận khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, trời phổ biến là không mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Một vài nơi có địa hình đồi núi như là Nam Đông hay Sơn Hòa, khả năng có lên cao từ 33 cho đến 34 độ. Từ đêm nay sang ngày 12 tháng 3 thì các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế, trời sẽ nhiều mây hơn, có mưa nhỏ ở một vài nơi và nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Khu vực các tỉnh phía Nam vẫn đang là thời điểm mùa khô ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nên thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhiều, nền nhiệt cao và độ ẩm thấp, bốc hơi mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ, có nơi còn trên 35 độ, nhiều khả năng xảy ra các nguy cơ về cháy nổ, cháy rừng, người dân cần luôn chú ý đề phòng. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì với tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Do trời nhiều mây âm u nên nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ đạt ngưỡng từ 21 cho đến 23 độ. Đến khoảng tối và đêm nay thì không khí lạnh sẽ lại được tăng cường lệch đông. Do vậy, mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù vẫn tiếp tục duy trì nên nhiệt độ có xu hướng giảm thêm từ đêm nay và ở ngưỡng từ 15 cho đến 17 độ, trời rét. Với thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và có sương mù sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giao thông trong thành phố, đường trơn trượt làm giảm tầm nhìn. Do vậy, khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn hết sức cẩn trọng để tránh những rủi ro đáng tiếc. Đối với thành phố Hải Phòng, thời tiết cũng không khác gì so với thủ đô Hà Nội. Thậm chí, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù còn xuất hiện dày đặc hơn vì thành phố ở gần biển hơn. Do vậy, nhận được lượng hơi ẩm nhiều hơn so với các tỉnh nằm sâu trong đất liền. Trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn sẽ tiếp diễn, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm. Chúng ta cần lưu ý bật đèn chiếu sáng và điều khiển phương tiện giao thông thận trọng, bởi các hiện tượng trên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn của quý vị. Nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ được dự báo dao động trong khoảng từ 15 cho đến 21 độ. Đặc biệt từ đêm nay, khối không khí lạnh lại được tăng cường và nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm hơn, trời rét hơn từ đêm nay và sáng ngày mai. Vì vậy, quý vị cũng cần lưu ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Tại thành phố Đà Nẵng, ngày và đêm hôm nay thời tiết không quá nhiều biến đổi, trời ít mưa, ngày có nắng vừa phải với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ 28 cho đến 29 độ. Ban đêm trời hơi se lạnh với nhiệt độ vào khoảng 22 cho đến 23 độ. Với điều kiện thời tiết ôn hòa như vậy thì nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho các du khách thập phương. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục với kiểu thời tiết nắng nóng và độ ẩm liên tục duy trì ở mức thấp vào ban trưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức từ 34 cho đến 35 độ. Với kiểu thời tiết oi nóng và khô như vậy, quý vị nên đặc biệt lưu ý là khả năng cháy nổ rất cao, đặc biệt cần cẩn thận khi sử dụng các thiết bị điện, ga hoặc các vật liệu dễ cháy khác. Đối với thành phố Cần Thơ, thời tiết cũng khá tương đồng với các tỉnh khác ở Nam Bộ. Tuy nhiên, cường độ nắng có phần bớt gay gắt hơn một chút, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng ở mức xung quanh ngưỡng là khoảng 33 độ. Thời điểm này vẫn đang là thời gian cao điểm ở mùa khô tại Nam Bộ. Do vậy, quý vị nên sử dụng nước sinh hoạt cũng như lấy nước trong sản xuất tiết kiệm và có hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.